Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video cuối cùng trong chuỗi video 214 bộ thủ. Bộ 181 này là bộ hiệt, có nghĩa là đầu. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Thông thường thì các chữ Hán thuộc bộ hiệt sẽ liên quan đến đầu, nhưng mà có một số chữ Hán thì cũng không theo cái quy tắc đó. Ví dụ chúng ta có chữ nhan N4 này, kao là khuôn mặt, hoặc là trong từ yogan là dung nhan. Ngoài chữ nhan thì chúng ta có chữ đầu atama cũng thuộc bộ đầu, bộ hiệt này. Chữ thuận N3 jun, ví dụ trong từ juncho đúng nhỉ, có nghĩa là thuận điều, thuận lợi, trôi chảy. Chữ lĩnh hoặc là lãnh của N2, ví dụ trong từ Ryōiki chẳng hạn. Ryōiki có nghĩa là lĩnh vực. Chữ giáp N1, hô là má. Tiếp theo chúng ta có bộ 182 là bộ phong. Bộ phong có nghĩa là gió. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín. Hán tự điển hình của chữ của bộ phong, chúng ta có chữ phong N5 KZ là gió này, ở trong từ tai phư đúng không, đài phong có nghĩa là bão. Chữ lam Arashi N1 có nghĩa là bão to đúng nhỉ, có thêm cái bộ sơn ở phía trên bộ phong. Tiếp theo chúng ta có bộ 183 là bộ phi. Bộ phi có nghĩa là bay, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phi N3, thô bự là bay, thô ba sự là thả bay, hoặc là trong từ hikoki là máy bay, hiyaku là nhảy vọt. Chữ phiên bình thường chúng ta hay dùng ở dạng trong ngoặc này đúng nhỉ, phiên này trong từ hoyaku phiên dịch, nhưng mà có cái dạng dị thể nhé, cái dạng khác của cái chữ phiên đấy là ở đây đúng nhỉ, đây là một chữ Hán thuộc cấp cao. Tiếp theo chúng ta có bộ 184 là bộ thực. Bộ thực có nghĩa là ăn và đây đồng thời là một chữ Hán. Dạng bên tay trái của chúng ta đây là chữ thực, còn dạng bên tay phải là dạng bộ thủ. Nó khá là giống ở bên này nhưng mà cũng có cái điểm khác khác đúng không? Đây các bạn nhìn thấy số nét, bên này là 9 nét, bên này là 8 nét này. Chúng ta cùng xem cách viết. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Bên này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, như vậy là ít hơn một nét. Kanji điển hình của bộ thực thông thường sẽ liên quan đến việc ăn uống. Ví dụ các bạn thấy chữ ẩm N5 nô mự là uống, hoặc trong từ inshoku là ẩm thực. Quán N4 này, ví dụ trong từ toshokan là gì nhỉ? Là thư viện. Đấy. Hoặc là chữ tự N3 kau là nuôi, shiiku cũng là nuôi, chữ tự và chữ dục. Chữ dưỡng yashinau của N2 là nuôi này, hoặc là trong từ shio, chữ tự ghép chữ dưỡng nhá, cũng mang nghĩa là nuôi luôn. Có rất là nhiều từ mang nghĩa giống nhau, đặc biệt là càng lên cao thì càng có cái hiện tượng đó xảy ra. Chữ cơ N1 này. Đấy, ví dụ các bạn từng nghe từ cơ hàn đấy đúng không? Là đói đúng nhỉ? Cơ này có nghĩa là đói, ueru. Đây là một bộ quan trọng các bạn hãy lưu ý. Tiếp theo chúng ta có bộ 185 là bộ thủ. Bộ thủ có nghĩa là cổ, đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Kanji điển hình chúng ta có chữ thủ của N5, kubi là cái cổ, hoặc là trong từ shusho là thủ tướng này, chữ đạo michi là con đường, hoặc là trong từ dotoku đạo đức đúng không. Tiếp theo chúng ta có bộ 186 là bộ hương. Bộ hương có nghĩa là thơm và đây đồng thời là một chữ kanji nhá. Chúng ta thấy là nó ghép bởi trên là bộ hòa và dưới là bộ nhật đúng nhỉ. Nét thứ nhất, nét thứ hai,
nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám và nét thứ chín. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ hương của N3, kaoru là tỏa hương này, kaori là mùi hương, hoặc là trong từ cô đúng nhỉ? Chữ hương trong từ cô điều, chữ hương liệu. Chữ phức của N0, đây là một chữ tương đối khó. Ví dụ chúng ta hay tiếng Việt mình có từ thơm phức đấy, thì phức này chính là tượng trưng cho cái mùi mùi hương rất là đậm nhá. Một Hán tự thuộc cấp cao trên cả N1. Tiếp theo bộ 187 đó là bộ mã. Bộ mã có nghĩa là ngựa. Đây là một chữ Hán. Đấy, chữ Hán này chúng ta đã được học ở chương trình N5 rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Các Hán tự điển hình này, chữ dịch của N5 Eki là nhà ga, chữ nghiệm N4 nghiệm trong từ si kèn đúng nhỉ, kỳ thi, còn trong từ tai kèn là trải nghiệm, chữ chú của N3 trong từ chusajo đúng nhỉ là bãi gửi xe, chữ kinh, kinh này trong từ kinh ngạc kyogaku, hoặc là trong từ kyoi, chữ kinh với chữ dị có nghĩa là kỳ diệu đấy. Âm onyomi, âm kuyomi là odorok, có nghĩa là giật mình ngạc nhiên nhé. Chữ tao của N1 sawagu có nghĩa là ồn ào rùm beng lùm xùm lên, hoặc là trong từ butsu, chữ vật ghép với chữ tao có nghĩa là náo động không an toàn. Tiếp theo chúng ta có bộ 188 là bộ cốt. Bộ cốt có nghĩa là xương. Đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Thì thông thường các chữ Hán của bộ cốt ấy nó sẽ liên quan đến xương. Ví dụ chúng ta thấy có chữ cốt của N3 là hone đúng nhỉ, là xương, hoặc trong từ kosetsu là gãy xương. Chữ tủy của N1 này, tủy dươi này. Tủy này trong tiếng Việt mình trong từ tủy sống đấy, xương tủy đấy. Đấy. Ngoài ra còn có chữ hài cũng đọc là cũng mang nghĩa tương tự đúng nhỉ, cũng nghĩa là xương hài, trong từ hài cốt thi hài. Tiếp theo chúng ta có bộ 189 là bộ cao. Bộ cao có nghĩa là cao luôn, và đây là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cao của N5 ta cờ đúng nhỉ, ta cay là cao, hoặc là trong từ cô kêu cao cấp, cảo N1 trong từ gen cô là bản thảo này, hoặc trong từ tô cô có nghĩa là đăng bài. Tiếp theo bộ 190 là bộ tiêu. Bộ tiêu có nghĩa là tóc dài. Chúng ta cùng quan sát cách viết này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phát của N3, kami là tóc đúng nhỉ, hoặc trong từ kimpatsu có nghĩa là tóc vàng đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 191 là bộ đấu. Bộ đấu có nghĩa là chiến tranh. Các bạn lưu ý là nhìn nó khá là giống bộ môn, nhưng mà đây không phải bộ môn nhá, đây là bộ đấu chưa? Nó không phải là hình cái cánh cổng đúng nhỉ, mà nó là ở đây nó hình nó là hai chữ vương. Nét thứ nhất này, nét thứ hai này, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Thì Hán tự điển hình ấy là một chữ Hán tương đối khó, đó là chữ náo. Trong tiếng Việt mình dùng từ náo nhiệt hoặc là gì nhỉ, hoạt náo, náo động vân vân. Đấy, đây là một chữ N0 nhé các bạn nhé. Ví dụ từ ghép chúng ta có từ nẹt tô là nhiệt náo, nghĩa là náo nhiệt. Tiếp theo chúng ta có bộ 192 là bộ xưởng, có nghĩa là rượu nếp. Một bộ tương đối khó và cũng không được dùng nhiều lắm. Thì thông thường những cái bộ nào mà ít dùng như thế này thì các bạn biết thêm được thì tốt, còn không thì chúng ta chưa biết cũng không sao, bởi vì những cái bộ này thì có rất ít chữ Hán cấu thành đấy, kể cả cái bộ đấu ở 191 cũng thế. Chúng ta cùng xem cách viết này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm và nét thứ sáu. Như vậy viết cái phần ở trong này trước đúng nhỉ. Nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10. Thì trong chữ nào sẽ có bộ này, đó là chữ uất của chương trình N1 nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy chữ uất này, nó ghép bởi gì đây, nó ghép bởi
Mộc đúng không? Phữu, xong là mịch bao trùm đúng nhỉ? Xong là bộ xưởng này, xong đến bộ sam. Uất trong từ sư biểu là chữ uất với lại chữ bệnh, có nghĩa là bệnh trầm cảm. Tiếp theo, bộ 193 nó là bộ cách, có nghĩa là cái cách. Cái cách là một cái dụng cụ đựng gần giống như là cái đỉnh. Đây chúng ta cùng quan sát cách viết nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cách của N2, Hedate đự có nghĩa là cách này, hoặc là trong từ Kakuri có nghĩa là cách ly, Kakujitsu là cách nhật. Chữ dung của N1, dung này trong từ dung hợp Yugo, bạn nào mà xem bộ Yu-Gi-Oh ấy, bộ vua trò chơi thì sẽ rất là quen thuộc với lại cái chữ quân bài dung hợp đấy đúng nhỉ? Hoặc trong từ Yu-Chi, chữ dung và chữ tư có nghĩa là cho vay, vay vốn này. Tiếp theo bộ 194 là bộ quỷ, có nghĩa là con quỷ. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Các Hán tự liên quan đến bộ quỷ này thông thường sẽ liên quan đến những cái về tâm linh. Ví dụ chúng ta có chữ hồn đúng không? Đấy, ví dụ chữ quỷ này luôn này, Oni là con quỷ này, hoặc là trong từ Aki đúng không? Aki là ác quỷ. Chữ hồn N1 Tamashi là linh hồn, hoặc trong từ Dekon là linh hồn này. Chữ ma Akuma là ác ma. Đấy, nó sẽ liên quan các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ 195, đó là bộ ngư. Bộ ngư có nghĩa là cá, đây là một chữ Hán. Chúng ta quen thuộc từ cấp dưới rồi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, bắt đầu 11 nét. Ở những cái bộ cuối cùng này sẽ tương đối nhiều nét và cũng khá là khó nhớ. Thông thường thì các chữ Hán thuộc bộ ngư sẽ liên quan đến cá. Chữ đầu tiên chữ ngư N5, Sakana là cá này, các bạn rất là quen thuộc rồi. Và chúng ta có từ Kingyo là kim ngư, có nghĩa là cá vàng đấy. Chữ tiên N2 Azayaka có nghĩa là rực rỡ, tươi mới. Hoặc trong từ Joseon đúng nhỉ, là Triều Tiên, nước Triều Tiên nhé. Chữ kình N1, cá kình là cá voi đúng nhỉ, Kujira này. Hay là lý côi là cá chép. Đây là Hán tự thuộc cấp cao, cấp N0, ngoài bảng thường dụng Hán tự luôn. Tiếp theo chúng ta có bộ 196 là bộ điểu. Bộ điểu có nghĩa là chim. Đây đồng thời là một chữ Hán, cũng rất quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10 và nét thứ 11. Thì thông thường ấy, các chữ Hán thuộc bộ điểu sẽ liên quan đến chim nhá, các loài chim. Ví dụ đầu tiên chữ điểu N5 Thori là con chim này. Chữ Minh N2, đây là trong từ gì đấy, Na Rự đúng nhỉ, là kêu đấy, hót đấy. Chữ Kê Niwatori là con gà. Hay là chữ Bằng Taka là chữ N0, là con chim ưng, chim đại bàng. Tiếp theo chúng ta có bộ 197 là bộ lỗ, có nghĩa là đất mặn. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Và cái chữ này, cái bộ này thì cũng không được dùng nhiều lắm. Cái Hán tự chưa nói, nó cũng không phổ biến. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10 và nét thứ 11. Đấy. Hán tự điển hình chúng ta có chữ kiềm cấp N0, tức là nó ngoài bảng sử dụng Hán tự rồi. Chữ kiềm này nếu các bạn nhớ ở trong chương trình hóa học của chúng ta ấy, có axit bazơ kiềm đấy đúng nhỉ? Kiềm hay bazơ là giống nhau ấy, chất kiềm, thì chữ này là chính là kiềm đấy nhá. Seken là xà phòng đấy. Chữ thạch ghép với chữ kiềm. Tiếp theo bộ 198 là bộ lộc. Bộ lộc có nghĩa là hươu. Đây là một chữ Hán. Và chữ Hán này là chữ Hán N1. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. Đây đọc là Sika đúng không? Con hươu này.
Cả Hán tự điển hình chúng ta có chữ Lộc của N1. Lộc này có nghĩa là chân núi, Fumoto, hoặc là chữ Lệ của N1. Lệ này trong khá nhiều từ, ví dụ như từ Kyre là kỳ lệ, có nghĩa là đẹp đúng không nhỉ, sạch, hoặc trong từ tráng lệ này, hoa lệ này, mỹ lệ, vân vân nhá, có khá là nhiều từ ghép với chữ lệ này. Tiếp theo chúng ta có bộ 199 là bộ mạch. Bộ mạch có nghĩa là lúa mạch. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy. Kanji điển hình chúng ta có bộ mạch. Đấy. Bộ mạch của N3. À, chữ mạch của N3. Mugi đúng nhỉ? Lúa mạch. Chữ miến của N1 này, men. Trong từ men đươi có nghĩa là các đồ ăn loại sợi, dạng sợi. Tiếp theo chúng ta có bộ 200. Đó là bộ ma, là cây gai. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. Như vậy là nếu mà phân tích kỹ hơn thì nó sẽ gồm bộ gì nhỉ? Bộ nghiễm đúng không? Và bộ lâm. À, và chữ lâm ghép lại. Hán tự điển hình chúng ta có chữ ma của N1. Đây, chữ này là a sợ, có nghĩa là cây lanh đúng nhỉ? Cây lanh, cây gai. Cây loại loại cây để cho sợi để dệt thành một loại vải đặc biệt đấy, gọi là vải lanh đấy. Hoặc là trong từ ma sư đúng không? Chữ ma này ghép với chữ túy tạo ra từ mang nghĩa là thuốc mê hoặc là gây mê. Các bạn lưu ý là không phải là mang nghĩa là ma túy của tiếng Việt đâu nhá. Nếu mà ma túy phải là chữ ma ghép chữ dược, ma gia cự. Đấy. Hoặc là chữ ma này đúng nhỉ? Cho thêm bộ thủ ở dưới. Chữ ma thì được chữ ma trong từ ma sát, ma sát sự. Tiếp theo bộ 201 đó là bộ hoàng. Bộ hoàng này có nghĩa là màu vàng. Đây đồng thời là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. 11 nét. Hán tự điển hình chúng ta có chữ hoàng của N4, ki trong từ kiro là màu vàng này. Màu vàng đây là màu vàng thường đúng nhỉ? Còn màu vàng ánh kim ấy, màu vàng chẳng hạn như màu vàng của kim loại vàng ấy sẽ là kiniro, chữ ngân. À xin lỗi, chữ kim ghép với chữ chữ sắc nhá. Còn đây là chữ hoàng ghép chữ sắc, kiro. Hoặc trong từ Ogonjidai đúng không? Chữ hoàng với chữ kim. Hoàng kim thời đại có nghĩa là thời hoàng kim, thời vàng son đúng nhỉ? Chữ hoành N3, Yoko có nghĩa là bên cạnh. Hoặc là ngang này, hoặc là trong từ Odam. Đấy, có nghĩa là băng ngang. Tiếp theo chúng ta có bộ 202 là bộ thử, có nghĩa là lúa mùa. Đấy, đây đồng thời là một chữ Hán các bạn nhé. Tuy nhiên là cái bộ này thì thực ra là chúng ta cũng ít dùng, cũng không dùng nhiều lắm. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, 12 nét. Phân tích nhỏ hơn nó sẽ gồm bộ hòa đúng không nhỉ? Bộ nhân và bộ thủy. Hán tự điển hình này thì đều là hai kanji khó. Chữ thử có nghĩa là lúa mùa, kibi. Chữ lê, lê này các bạn lưu ý là không phải quả lê, không phải nasi quả lê đâu, đây lê là họ lê đấy. Bạn nào họ lê thì sẽ là cái chữ này nhé các bạn nha. Tiếp theo chúng ta có bộ 203 là bộ hắc, có nghĩa là đen. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11. Nếu mà phân tích nhỏ hơn thì nó sẽ gồm bộ lý ghép với bộ hỏa đúng không? Hán tự điển hình chúng ta có chữ hắc của N5. Trong từ cứ đôi là đen đúng nhở, hoặc trong từ cục cư băng có nghĩa là hắc bảng đúng nhở, là bảng đen này. Chữ mặc của N1 đà ma rự có nghĩa là im lặng, hoặc là trong từ chim mốc đấy có nghĩa là im lặng. Tiếp theo bộ 204 là bộ chỉ. Bộ chỉ có nghĩa là may áo. Đây đồng thời là một chữ Hán nhá. Tuy nhiên là cái chữ Hán này là chữ cao cấp, và thậm chí cái bộ này cũng khá ít dùng, chúng ta biết để mang tính tham khảo thôi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, nét 12. Hán tự điển hình chúng ta có chữ phủ của N0, đọc là aya, là một cái lễ phục của quan lại mặc ngày xưa ấy. Đấy, cái này chúng ta có thể lướt qua.
Tiếp theo bộ 205 là bộ mãnh. Bộ mãnh có nghĩa là ếch nhái. Đấy. Không biết có phải là chữ tượng hình không, các bạn có thấy nó giống hình con ếch con nhái không? Cũng có nét nét đúng nhỉ? Trừ việc nó có đuôi. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Nét thứ tư. Nét thứ năm. Nét thứ sáu. Nét thứ bảy. Nét thứ 8, nét thứ 9, nét thứ 10, nét 11, nét 12, nét 13. Rất là khó viết, rất là khó nhớ. Nhưng mà những cái này thì ít dùng cho nên mọi người nhớ được thì tốt, còn không thì không sao. Hán tự điển hình chúng ta có chữ miết của N0. Đây là chữ rất là ít dùng. Ở dạng Hán tự người ta hay viết dạng âm. Người ta hay viết dưới dạng hiragana hoặc katakana ấy. Đấy, nếu mà đọc ra có thể các bạn sẽ biết. Spom. Spom là con 33, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có bộ 206 là bộ đỉnh. Bộ đỉnh có nghĩa là cái đỉnh. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này. Nét thứ hai. Nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm. Như vậy là năm nét đầu tiên là bộ mục này đúng không nhỉ? Nét thứ sáu. Nét thứ bảy. Nét thứ tám. Nét thứ chín. Nét thứ 10. Nét 11. Nét 12. Nét 13. Đấy, đây là chữ đỉnh có nghĩa là cái đỉnh nha. Cái đỉnh là một chữ N0 có nghĩa là kanae, là một cái dụng cụ đựng rất là lớn. Các bạn nào xem phim Trung Quốc ngày xưa ấy sẽ thấy cái này. Tiếp theo chúng ta có bộ 207 là bộ cổ, là cái trống. Đây là một chữ Hán nhé. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét 12, nét 13. Hán tự điển hình chúng ta có chữ cổ luôn. Tsuzumi có nghĩa là cái trống, hoặc là trong từ cô đồ đúng nhỉ, cổ động. Đấy. Bộ 208 là bộ thử, có nghĩa là con chuột. Đây là một chữ Hán. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ 8, nét thứ 9, nét thứ 10, nét 11, 12, nét 13. Tương đối khó nhớ. Về Hán tự điển hình chúng ta có chữ thử của N0, Nezumi chính là con chuột đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ 209 là bộ tị, là cái mũi. Mũi của chúng ta này rất là quen thuộc rồi. Đây là một chữ Hán luôn này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ 8, nét thứ 9, nét thứ 10, 11, 12, 13, 14. Ghép bởi bộ tự này, bộ điền này và bộ củng đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, mặc dù khá là nhiều nét nhưng mà các cái cấu kiện nó đã được học rồi. Hán tự điển hình chúng ta có chữ tị của N3 Hana đúng nhỉ, là mũi này. Tiếp theo bộ 210 là bộ tề. Bộ tề có nghĩa là chỉnh tề. Các bạn lưu ý có hai dạng là dạng bên trái và dạng bên phải. Thì hai dạng này ấy, dạng bên trái là dạng gốc, đấy, nó có tận 14 nét này, dạng ban đầu. Còn dạng bên phải là dạng đã được lược bớt, có 8 nét thôi. Và bây giờ người ta chủ yếu người ta dùng cái dạng bên tay phải này nhiều hơn nhé, dạng bên trái ít khi dùng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, 12, 13, 14. Bên này thì các bạn cần phải nhớ nhé, bởi vì người ta hay dùng này. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám. Đấy. Chúng ta có này, chữ tề đúng không nhỉ? Chữ tề trong từ isceni có nghĩa là đồng loạt, đồng thời, cùng diễn ra một cái việc gì đó. Chữ chai của N1, ví trong từ shosai đúng không? Shosai là chữ thư và chữ chai có nghĩa là nhà sách, phòng sách. Hoặc bạn nào mà đã từng nghe cái từ gọi là liêu trai chí dị chưa, thì chữ trai thì chính là trai này nhá. Đấy. Tiếp theo bộ 211 là bộ sỉ có nghĩa là răng. Đây đồng thời là một chữ Hán cũng khá là quen thuộc của chúng ta rồi đúng không? Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét 11, nét 12. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sỉ của N4. Ha là răng này. Đấy. Chữ linh của N2 trong từ nên đê đúng nhỉ? Có nghĩa là tuổi ấy. Hoặc cô đê có nghĩa là cao tuổi.
Tiếp theo chúng ta có bộ 212 là bộ long. Bộ long có nghĩa là rồng. Có hai dạng này. Đây là một chữ Hán nhé. Ở dạng bên tay phải, ở dạng bên tay trái của chúng ta ấy, đây là chữ long phồn thể. Còn dạng bên tay phải, đúng nhỉ? Dạng bên tay trái là phồn thể, dạng bên tay phải là giản thể. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét 12, nét thứ 13, 14, 15, 16. Đây, lên tận 16 nét rồi. Bên này thì chỉ có 10 nét thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín và nét thứ 10. Thì Hán tự điển hình ấy, chúng ta có chữ lang của N2, ta kỳ nghĩa là thác nước, thì người ta lại ghép bộ thủy và cái chữ long giản thể, đúng không? Còn chữ lung của N0 này, đây chính là từ cargo, có nghĩa là cái lồng đấy, cái lồng hoặc là cái rổ, hoặc là trong động từ cố mô đự có nghĩa là trốn chui, trốn lủi, đúng không nhỉ? Ra mình ở đâu đó thì dùng cái từ này. À, người ta lại dùng cái chữ phồn thể. Tiếp theo, bộ 213 là bộ quy. Bộ quy có nghĩa là rùa. Đây đồng thời là một chữ Hán nhé. Có hai dạng ở bên tay trái và bên tay phải. Bên tay trái là dạng phồn thể, bên tay phải là dạng giản thể đi một chút. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, nét thứ 13, nét thứ 14, 15, 16, đấy 16 nét. Còn bên này chúng ta thấy là có 11 nét và cái cách viết nó sẽ dễ nhớ hơn, đúng nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này và 11. Đấy. Thì ở dạng bên tay phải này được dùng nhiều hơn các bạn nhé. Thì chúng ta có chữ quy, đúng nhỉ? Kame là con rùa, đúng nhỉ? Và trong từ kiretsu có nghĩa là cái vết nứt. Tiếp theo chúng ta có bộ cuối cùng, bộ 214 là bộ dược, có nghĩa là sáo ba lỗ. Thì cái này học để biết thêm thôi, thực ra là chưa giờ thấy người ta dùng cái chữ Hán nào chứa cái bộ này ở trong cái phần Hán tự thường dụng. Đấy. Đây là một chữ Hán luôn này. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư, nét thứ năm, nét thứ sáu, nét thứ bảy, nét thứ tám, nét thứ chín, nét thứ 10, nét thứ 11, nét thứ 12, nét thứ 13, nét thứ 14, nét thứ 15, 16, 17. Đấy. Tận 17 nét nhưng mà cũng tương đối là dễ nhớ, bởi vì sao? Bởi vì là nó cấu thành từ những cái bộ chúng ta biết rồi, đúng không? Đây, như chúng ta thấy đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ nhân, đúng không nhỉ? Nhân xong nhất này, xong ba khẩu này và chữ sách đấy. Về Hán tự thì chúng ta có chữ hòa của N0 nhá. Cái chữ này chính là cái dạng viết phức tạp của chữ hòa trong từ hòa bình, mà người ta biến tất cả cái phần bên tay trái này thành bộ khẩu đấy. Còn dạng phức tạp nó sẽ như thế này, chúng ta cũng không cần, bạn nào mà muốn biết thêm thì nhớ thôi, còn lại thực ra cũng không cần thiết lắm. Đó thì đó là toàn bộ 214 bộ thủ của chúng ta. Thế nhưng mà bài học vẫn chưa kết thúc, bởi vì đây là 214 bộ thủ thường dụng. Ngoài ra thì còn có một số dạng khác, nó không được xếp vào 214 bộ thủ, nhưng mà bởi vì nó cấu thành nên khá nhiều chữ Hán cho nên người ta đã coi nó là như như là các bộ thủ mới. Thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một vài bộ thủ mới nhá. Các bạn quan sát này, chúng ta có bộ, cái này thì nó không có tên, nó không có tên như là những bộ kia, thì đây sẽ đặt tên theo cái hình dáng của nó nhé. Từ đây mọi người thấy là ba nét như này giống chữ chữ chư, đúng không? Thì chúng ta có thể gọi là bộ chư. À, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, thì các bạn thấy là có khá là nhiều cái chữ Hán nó giống như thế, đúng nhỉ? Nó tạo bởi cái này đấy. Khi mà thấy cái phần này thì chẳng ai biết đây là cái bộ thủ gì cả, thì từ cái thực tế đó nó phát sinh ra các cái bộ thủ mới. Đây, chữ học mana bự này, hoặc là ga cự, đúng không? Ga cư là học tập. Chữ giác Sameru này, hoặc là Samasu, các cự, đúng không? Các loại giác quan ấy sẽ dùng chữ giác này nhá. Ví dụ Shi các cự là thị giác, Mi các cự là vị giác. Chữ Lao của N3, Rodo là lao động. Chữ Vinh của N2, Eco, vinh quang, đúng nhỉ? Chữ Dự của N1 này, đấy. Ví dụ như là
danh dự đúng không, là meo, hay là vinh dự sẽ là eo. Tiếp theo chúng ta có bộ này, đây bộ này thì không biết gọi là gì đây, bộ này có thể gọi là cái bộ nắp đúng nhỉ, nắp tiền, hoặc là có thể bộ này nó rất là giống cái bộ tường đấy, các bạn có nhớ bộ tường không, bộ tường trong từ tương lai ấy. Đấy. Nhưng mà nó gì nhỉ, nó cho nằm ngang chứ không phải là cho dựng đứng lên, này gọi là bộ tường ngang nhá, cho dễ nhớ. Bộ tường ngang này có 3 nét, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba. Thì một số Hán tự điển hình chứa cái bộ này, chúng ta có chữ tiền của N5, mày cái phần trên cùng này này, đấy. Hoặc là gen trong từ go gen đúng nhỉ, là buổi sáng. Chữ Mỹ của N4, utsukushi là đẹp này. Hoặc trong từ bijutsu có nghĩa là mỹ thuật. Chữ tịnh của N3, nadabu xếp hàng, hoặc là heko đúng không nhỉ? Chữ tịnh và chữ hành có nghĩa là song song. Chữ x của N2 trong từ dieki có nghĩa là lợi ích, lợi nhuận. Chữ cương có nghĩa là đồi. Mấy cái tỉnh của Nhật ấy thì sẽ có nhiều tỉnh có chứa cái chữ này nhá, này chính là đọc là Okayama chẳng hạn, hay là Fukuoka. Tiếp theo chúng ta có bộ dòng chữ cư đúng không, gọi là bộ cư này, có 2 nét, nét thứ nhất, nét thứ hai. Có một số chữ Hán chứa cái bộ này, đó là chữ ngư của N5 nãy vừa nói xong đúng không, chữ giác của N4, Kado là góc, hoặc là Tsuno là cái sừng, hoặc là trong từ Shikaku là tứ giác. Chữ Nguy, Abunai là nguy hiểm, hoặc trong từ Kiken là nguy hiểm này. Chữ Tịnh, Jo, trong từ Joka là tịnh hóa, là làm sạch. Hãm, Uchiru có nghĩa là rơi vào, lâm vào, hoặc trong từ Kịch Cần, khuyết hãm có nghĩa là bị hỏng hóc. Tiếp theo chúng ta có bộ Mê, đây giống chữ Mê đúng không các bạn, một này, hai này, đấy. Chúng ta có một số chữ Hán cấu thành từ cái này nhá, ví dụ chữ khí N5 đúng không, khí trong từ cư ki là không khí này. Chữ khu của N4, ví dụ trong từ cư iki khu vực này. Chữ hi của N3, mà đê là âm cơn có nghĩa là hiếm, hoặc là trong từ kibo hy vọng. Chữ não này yamu có nghĩa là trăn trở, phiền não, hoặc trong từ bono đúng nhỉ, phiền não này. Chữ hung của N1, ví dụ trong từ kyo aku là hung ác, hay là kyoki là hung khí. Tiếp theo này giống chữ ma đúng nhỉ, chúng ta gọi là bộ ma nhé. Bộ ma này nét thứ nhất và nét thứ hai có trong các chữ Hán như là chữ dự đấy, arakajime N4, hoặc trong từ yote dự định. Chữ lệnh ví dụ mede mệnh lệnh này. Chữ dũng, isamashi dũng mãnh, hoặc trong từ yuki dũng khí. Mohoko là cái giáo, ngọn giáo, hoặc là trong từ mujun là mâu thuẫn. Và bộ cuối cùng đúng nhỉ, là bộ này gọi là bộ đầu của chữ nghiệp nhá, bộ đầu nghiệp này, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Đấy, năm nét. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ nghiệp của N4, qua giờ, hoặc là trong từ shitsugyo thất nghiệp, rangyo là làm thêm, tàn nghiệp. Chữ phổ của N3 trong từ futsu là phổ thông, thông thường. Chữ thấp, shimeru là ẩm này, hoặc là trong từ shitsudo là độ ẩm. Chữ linh, linh này trong từ linh hồn, dekom đấy, hoặc trong từ yure là chữ u, chữ linh có nghĩa là ma, hồn ma. Chữ hư, uso là nói dối, dối trá. Đấy, đấy là một số cái bộ mà gì nhỉ, tham khảo thêm, bổ sung thêm vào 214 bộ thủ, bởi vì nó cấu thành nên nhiều chữ Hán nhé. Ngoài ra thì vẫn còn một số nhỏ các cái cấu kiện khác nữa, nhưng mà bởi vì nó không nhiều cho nên là ở đây không có đề cập, thì các bạn hãy lưu ý thêm. Thì đó là cái chuỗi video 214 bộ thủ của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn cố gắng là xem kỹ các video và tập viết, cũng như là tập phân tích các chữ Hán ra bộ thủ để có thể nhớ được chữ Hán một cách nhanh nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới của phần chữ Hán.